Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành quyết định số 2048 về việc giao kế hoạch đầu tư vốn ngân sách nhà nước năm 2022 cho các bộ, cơ quan trung ương và Ủy ban Nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương. Quyết định nêu rõ, Thủ trưởng các bộ, cơ quan trung ương, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương phân bổ kế hoạch đầu tư vốn ngân sách trung ương năm 2022 đúng quy định, hiệu quả, đẩy nhanh tốc độ giải ngân, bảo đảm việc phân bổ vốn ngân sách trung ương năm 2022 tuân thủ điều kiện, thủ tục, thứ tự ưu tiên bố trí vốn quy định tại Luật Đầu tư công, các nghị quyết của Quốc hội số 34 năm 2021 ngày 13 tháng 11 năm 2021 về dự toán ngân sách nhà nước năm 2022 và số 40 năm 2021 ngày 13 tháng 11 năm 2021 về phân bổ ngân sách trung ương năm 2022 theo tổng mức đầu tư và cơ cấu nguồn vốn của dự án đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt và thứ tự ưu tiên.